Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta thảo luận về những cái sai lầm chết người của bà con nông dân trồng cái sầu riêng ở vùng đất Bình Tân, vùng đất rẫy chuyển thành cây trái. Đối với những loại cây trồng khác thì tôi xin phép không làm bàn, nhưng riêng đối với cây sầu riêng thì sa cấu đất ở đây là tương đối là phù hợp, nhưng ngược lại kỹ thuật ở đây là chưa phù hợp. Nhất là đây là cái vùng trồng rẫy, đất ruộng trồng rẫy, cho nên là anh đây lên líp là theo cái hàng cũ, và cái mực thi cấp ở đây là nó thấp, đó là gian mô lên trồng trên cái líp líp hành như đoạn líp trước tôi đã chia sẻ. Nhưng ngược lại là bây giờ thì bắt đầu lên líp giai đoạn 2, khi cây đã được khoảng 5 tuổi, khoảng được 5 tuổi thì lên líp giai đoạn 2. Tuy nhiên cái mực thi cấp từ hiện giờ đây là cái nước bình thường trung bình trên cái vườn đó là chỉ khoảng là chưa đầy 2 tấc, cộng với cái mô khoảng hiện giờ gom lại nữa còn khoảng 2 tấc nữa là 4 tấc đó. Thì như vậy hiện giờ thì là ok, nhưng mà đến khoảng 2 năm nữa khi sầu riêng chúng ta giáp tán, bộ rễ nó sẽ ăn rất là sâu. Và như vậy nếu mà bà con đây không có thực hiện được cái hệ thống là máy tự động, có nghĩa là đặt cái gờ le tự động đến cái mức này là nó phải nổ máy để nó rút nước ra, thì khả năng mà úng nước và thối rễ chết cây rất là nhiều, và đặc biệt là những cơn bão liên tục nhiều ngày, mà ngay cả trong thời điểm bão, ngay thời điểm là nước sông dâng cao, cái thủy triều đang lên thì không thể nào rút bằng vấn đề là kỹ thuật bình thường được, là bộ ngoài được, mà không có hệ thống tự động mà bằng dùng sức người thì gần như là bằng máy đê thì gần như là sẽ bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thì đây là một cái vấn đề mà bà con nông dân ở vùng Bình Tân, vùng mới khai phá đất rẫy thành đất cây ăn trái chuyên canh giá trị kinh tế cao thì rất là đúng, nhưng ngược lại là kỹ thuật trồng cũng phải quan tâm tới vấn đề này để tránh trường hợp những năm sau nó bị úng lèn và nó hư cây hàng loạt thì chúng ta sẽ rất là tiếc, chúng ta sẽ ảnh hưởng kinh tế rất là nhiều đó. Thì đó là những cái tôi chưa nói tới vấn đề là kỹ thuật là bón phân, ở đây bà con cũng đang là dùng đa số là phân hóa học, chưa có biết dùng nhiều cái hữu cơ vi sinh đó, và những chế phẩm chuyên dùng. Thứ ba nữa là vấn đề cắt cành tạo tán, đây hiện tượng tranh đọt 2 đọt rất nhiều, 3 đọt cũng rất nhiều. Như vậy thì dẫn đến là kỹ thuật sai ngay từ đầu và bà con gần như không có biết kỹ thuật căng cành, để đa số là cành vượt lên không, thấy không đó, những cành thẳng không, cành trọt không, đó thì điều đó đáng tiếc. Thì nếu mà con dùng đất mới, dùng Bình Tân, Vĩnh Long quan tâm thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy 0949 237 249. Rất vui được lắng nghe và chia sẻ Goldfield với phương châm lắng nghe và chia sẻ.